Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Cherry bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999. Học khu Huntington Beach Union High School District. Happy Chewy Z chuyên bán nệm cao su cứng chống đậu lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100. Thưa quý vị vẫn tiếp tục với phần cuối của chương trình Cà phê sáng của Leader Sài Gòn TV. À, thưa quý vị, khi mà những người lúc đầu mà tập lái xe đó, cái lúc mà <laughs> lỡ gây ra những cái cái tai nạn, nhất à, là quên đập ga hay đập đập thắng rồi, rồi. Á, thường người ta sẽ rất là sợ, rất là hút hoảng, mất bình tĩnh, chưa chưa chi đã gây tai nạn <laughs> rồi. À, tuy nhiên một cái cậu bé này 15 tuổi đã lao nguyên chiếc xe vào trong cái tiệm mà Donut Dunkin á, vào à, cái tiệm đó thì cảnh sát lại nói wow, cái biểu hiện cái phản ứng của cậu này quá là hoàn hảo ừ. là bởi vì sao nói rằng là, là vào buổi sáng ngày hôm thứ ba mới ngày hôm qua thôi thì cậu này trong lúc cậu cậu bé này á, là có bằng viết rồi và ừ. bây giờ là đang để học lễ lấy cái cái bằng lái thì cái người mà dạy lái xe đó thì ngồi ở bên ghế hành khách thì theo như lời kể lại là lúc đó thì cái người à, bình hướng dẫn đó kêu cậu đó là thay vì chuẩn bị chạy xe đi thì kêu cậu là thay vì là đạp thắng Thì ừ. cậu này lại quên đạp ga thế là bay cái vèo vào trong cái tiệm mà tên cái này Mà khi bay vào đây á mẹ của cậu bé này là nhân viên đang làm việc trong tiệm này oh. Nhưng mà bà ra bà nói mừng quá tôi không sao hết, hết. con tôi cũng không sao hết còn cậu bé lúc mà mà được tại vì không hiểu tại sao cái clip đó được đưa lên mạng và người ta coi trong chỉ trong có vòng một ngày mà ừ. mấy triệu người coi, ba triệu rưỡi người coi. À, lúc mà cảnh sát hỏi cậu á là cậu thấy làm sao? Thì cậu bé này tên là Brian Hornborn 15 tuổi. Cậu nói mừng quá, mẹ con không sao hết trơn á. Ừ. À, nhưng mà có người nói chiếc xe này hình như nó bị nó bị hư, nó bị trục trặc cái gì rồi xong rồi có vẻ giống như là cậu trong cái cái clip đó cậu suy nghĩ chút là nước Mỹ thì không có vận hành ở trên Dunkin và xe hơi cũng vậy không nên chạy vào trong cái tiệm như vậy có <laughs> <laughs> nghĩa là cũng rất là bình tĩnh để mà trả lời cũng biết là mẹ mình không sao rất là vui thấy mẹ mình không sao như thế nào cho nên là cảnh sát nói wow cậu bé này phản ứng quá là hoàn hảo khi mà tông xe như vậy. Cảnh sát cũng cho biết là may mắn là không có ai bị thương hết và cậu bé này cũng không có cái biểu hiện là có bị phê hy bởi ừ. thuốc hay không và cũng không có dấu hiệu cho rằng là cậu bé này bị khủng hoảng tinh thần khi mà xảy ra một cái tai nạn đầu đời của mình như thế. Rồi bây giờ quay qua một cái tin khác. À, Ngọc Lan có khi nào nghĩ rằng một ngày nào đó ông Elon Musk tự nhiên đòi kết bạn với Ngọc Lan ở trên Facebook hay là Instagram hay là trên những cái phương tiện xã mạng xã hội nào đó hay không? Có, có thể là hình ổng thôi người giả <cười> <cười> chứ không phải là uh, elements real thật sự <cười> <cười> Thưa quý vị, một người phụ nữ Hàn Quốc mới đây đã bị lừa hết 51.000 đô la là tại vì đó, bà nhận được hình ảnh, bà nhận được lời mời kết bạn từ năm 2023 chính xác ra thì bà nhớ là vào ngày 17 tháng 7 năm 2023 tự nhiên ừ. cái trang Instagram Facebook của tôi nhận được lời mời kết bạn từ Elon Musk thì tôi cũng bấm vào kết bạn mà tôi biết rằng đây là cái gì lừa đảo này ừ. Bà nghi như vậy rồi nhưng mà không nhóm lừa đảo nó rất là tinh vi nó sử dụng một cái kỹ nghệ mới nó có gọi là deep fake và sau đó thì thưa với cái việc cái cái deep fake này đó nó đã lấy cái giọng nói của ông Elon Musk là hình ảnh là những cái gì mà có liên quan tới ông này nó gửi cho bà và sau khi nó gửi cho bà rồi đó thì nó bắt đầu nó mới nói chuyện qua nói chuyện lại rồi hai người nói chuyện với nhau qua những cái uh, uh, viết ở trên Facebook rồi chuyện này kia thế thì nhóm lừa đảo này nói rằng là tôi sắp sửa mở những công ty uh, gọi là con ở bên Hàn Quốc và nếu mà bà đầu tư vô 1.000 đô thì sau này bà có thể có nhiều tiền hơn. Nếu mà chứng công ty này làm ăn thành công thì mới đầu họ nói rằng là bà chỉ cần bỏ vô 1.000 thôi. Rồi sau đó thì nó làm giả những con số cho thấy là số tiền nó có lời. Rồi từ từ bà bỏ thêm tiền vô, thêm tiền vô, thêm tiền vô. Thì bà thấy con số trong chương mục của mình càng ngày nó càng lên. Đó cho nên bà cuối cùng là bỏ hết 51.000 đô vào trong đó. À, tới bây giờ đó khi mà bà cố gắng bà nói rằng là tôi mệt mỏi quá, tôi không muốn đầu tư nữa, tôi muốn lấy tiền ra thì bọn này nó biến mất luôn. Cho nên bà chia sẻ câu chuyện bà nói rằng là từ giọng nói, từ hình ảnh, từ video quý vị đừng nghĩ rằng đó là của người đó là họ có thể làm giả được hết. À, cách đây không lâu thì thủ tướng của Singapore là ông Lý Hiển Long có nói rằng là chúng ta không nên làm theo những cái gì chúng ta nhìn thấy ở trên video, ở trên những cái mạng xã hội, à những cái lời mời kết bạn từ những người nổi tiếng là tại vì người nổi tiếng họ không có rảnh để mà họ mời mời mình kết bạn đâu. thì bà này bà cũng nghi ngờ bà nói rằng là đâu có ông nào mà kết bạn với tôi như thế này. nhưng mà cái nhóm lừa đảo thì họ nói rằng là, ô, oh, ông Elon Musk có một danh sách những người hâm mộ ổng và trường hợp của bà là trường hợp ngẫu nhiên, tức là, ừ. tức là tức là tức là lựa ra một người để mà kết bạn thôi. Rồi sau đó để bày tỏ những cái gọi là kết bạn như vậy đó thì chỉ cách cho bạn một cái cơ hội để mà kiếm tiền vân vân Thì bà này bà bị bị lừa. Cuối cùng là hôm nay thì bà nói rằng là hình ảnh là tất cả những cái gì mà thấy được ở trên Internet đó đều là giả hết. Lấy từ cái hình ảnh của ông Elon Musk này ra. Cuối cùng thì tôi mất 51 000 đô. Cái điều mà anh Nguyễn Trường vừa mới kể là đó là một cái việc mà cái giả mạo bây giờ đang rất là nhiều. Đó là lấy hình ảnh kết bạn trên Facebook còn ở Việt Nam thì mới đây một người phụ nữ chỉ vì là coi ở trên Facebook á cái thấy là mình được giống như bấm vô như thế nào cái tự nhiên là bên đó giống như cái trang web đó nó giả là của điện máy Nguyễn Kim ở Sài Gòn oh. thì nó rất là nổi tiếng thì bà được báo là trúng thưởng một cái nồi cơm điện chỉ một cái nồi cơm điện thôi ừ. nha thì lúc mà nói là bà sẽ liên lạc vô đây để mà làm cái thủ tục đến để nhận cái nồi cơm điện như một cái quà tặng thôi thì bà thấy ô cũng vui tự dưng rồi cái mình được trúng một cái nồi cơm điện thì bà bấm vào thì tưởng là trang web đó là của cái nơi mà bán hàng gia dụng như vậy thì khi vào thì có người nói ô à, bà đã có một cái may mắn như vậy rồi bây giờ bà muốn à, tham gia thêm không họ có thêm những cái vòng quay may mắn nếu mà bà bà trúng thì bà được thêm tiền thưởng ừ. thì quả thực là khi mà bà quay á bà thêm được tiền thưởng thiệt wow. ờ, thêm rất là nhiều thế là nói rằng ok nếu như bây giờ mà bà bỏ thêm vô là bao nhiêu tiền nữa thì ừ. bà sẽ được tiếp tục đi vào cái vòng tiếp theo à. thì số tiền thưởng nó tăng lên có nghĩa là cái cách mà họ dẫn dắt ừ. là như vậy thì bà này mê thế là cứ quay tiếp như thế cho đến lúc á mà bà nói rằng là bà đã nộp cái tiền vô tổng cộng lên tới <laughs> Từ một cái nội cơm điện ha ừ. mà bà bỏ vô đến 200 triệu đồng tức là tám oh. ngàn đô la oh. để mà vừa là được cái cái số tiền thưởng nó lớn hơn rồi bây giờ muốn rút cái tiền thưởng đó ra thì lại chúng lại nói rằng là ok muốn rút ra thì phải đóng cái khoản phí này ừ. phải đóng cái khoản phí kia thì cứ tiếc tiền cho nên là ok đã bỏ ra đến giày cứ cứ vô tiền như vậy mà đến 200 triệu đô, à, 200 triệu đồng rồi tức là khoảng 8 ngàn đô nhưng mà đến lần cuối cùng thì bọn này nó lại nói rằng là Ô, bây giờ đó, à, bà bỏ vô thêm 50 triệu đồng nữa thì bà sẽ được cái gì? Tự nhiên cái lúc đó bà này giống như Bưng là đừng mới đừng. bừng tỉnh ra, mới bừng tỉnh ra mới nói rằng hình như là mình bị gạt, lúc đó bà mới đi báo công an thì công an mới bắt đầu mới truy ra coi như thế nào, nhưng mà cái chuyện mà bắt được những người đó là chưa, chỉ biết rằng là trước mắt bà này bị mất ngàn đô la thôi. Bây giờ để phần cuối của cà phê sáng ngày hôm nay là một cái câu chuyện nó có happy ending. <laughs> tôi với quý vị trên một chuyến bay của một hãng máy bay ở Ba Lan nhé, ở Poland, ở Ba Lan đó thì uh, viên phi công đã cầm lấy cái máy nói để mà thông báo cho tất cả những hành khách đang ngồi ở dưới khoang máy bay. Thường thường đó thì mình nghe là kính chào quý vị chúng tôi là hãng máy bay gì đó hôm nay hân hạnh được phục vụ quý vị vân vân gì đó ha và mời quý vị cài dây an toàn như vậy nhưng mà không ông này ông nói rằng là tôi làm việc trên hãng máy bay này đã một đã mười mấy năm và cách đây một năm rưỡi tôi đã có gặp một người mà tôi nghĩ rằng người này rất là hoàn hảo đối với tôi và ngày hôm nay thì cái người này cũng có mặt trên máy bay này <laughs> thưa quý vị và chúng tôi muốn hỏi rằng là em có đồng ý lấy tôi không đó làm chồng không thì thưa với quý vị một một, một 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 ít sau một 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 một, một ít phút sau thì cái người đó đã xuất hiện là một người tiếp viên ở trên hãng máy bay này. Oh. À, và cũng làm việc trên cái hãng máy bay này luôn. Và hai người quen nhau trong một năm rưỡi. Và cuối cùng thì cả máy bay đều chúc mừng cho hai người này. Cô kia đồng ý rằng nói rằng là yes tôi sẽ lấy anh làm chồng. Wow. Rất là vui. <laughs> ở trên đó nó có những cái chuyện thú vị ha. <laughs> Cảm ơn Nguyễn Trường đã đến với chương trình Cà Phê Sáng ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào sáng ngày mai. Sau Cà Phê Sáng là... xin chương trình thời sự thế giới xin kính chào quý vị